Tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, trong tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi cho tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp mọi người biết được về công danh, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên, gia đạo của quý vị trong tháng 8 âm lịch sẽ như thế nào, tốt xấu ra làm sao. Từ đó sẽ biết cách phát huy điều tốt, hạn chế điều xấu. Hơn thế nữa, mọi người có thể xem tử vi tháng 8 âm lịch cho tuổi Kỷ Hợi 1959 của kênh Phong Thủy Gia Cát. Nội dung tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 8 âm lịch được tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng các chuyên gia hàng đầu trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Quý vị thân mến, thông qua việc xem tử vi, chúng ta có thể nắm bắt được vận hạn của mình trong tháng 8 âm lịch. Đồng thời qua đó, thầy Gia Cát cũng đưa ra cho quý vị những phương pháp hóa giải vô cùng hiệu quả về vận hạn, công danh sự nghiệp, tình duyên, gia đạo và tài lộc, qua đó giúp quý vị có cuộc sống tốt hơn, không còn bị những thị phi, tai ách do vận hạn của tháng 8 âm lịch đem lại. Sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về vận trình là số tử vi của những người sinh năm 1959, Kỷ Hợi. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959, tháng 8 âm lịch năm 2021. Người tuổi Kỷ Hợi 1959 là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Kỷ Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Là mẫu người ngay thẳng, chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Xem tử vi tháng 8 năm 2021 Tân Sửu cho tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, tháng này vận trình không thực sự tốt trên nhiều phương diện. Ở tuổi của gia chủ, sự nghiệp hầu như đã bỏ lại phía sau. Những người còn đi làm cần chú ý giữ gìn sức khỏe của mình. Tuổi tác cùng với áp lực từ công việc sẽ khiến bản mệnh mệt mỏi vô cùng, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe. Hãy dành thời gian nhiều hơn để quan tâm đến gia đình mình. Kỷ âm thổ gặp đinh âm hỏa nên gọi là thực thần, nghĩa là thần bị sinh xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này, gia chủ tuổi Kỷ Hợi cần hết sức chú ý, cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng đổ sông đổ biển. Gia chủ cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Về sự nghiệp, hầu như gia chủ đều đã nghỉ hưu hoặc chỉ còn một số ít đang tiếp tục làm nên may mắn về sự nghiệp gần như không có. Những người tự làm chủ cũng không còn vất vả với kế hoạch, dự án nhiều. Đến tuổi này, việc gia chủ cần làm là quan tâm đến sức khỏe, dành thời gian chăm lo cho gia đình. Với những gia chủ vẫn còn đang đi làm, thời gian này bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bản mệnh dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc. Con giáp này tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm, thì bản mệnh luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được sao. Tháng 8 âm lịch với những diễn biến giúp công việc khởi sắc, bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tháng 8 âm lịch với những diễn biến công việc khởi sắc, bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội, tuy vất vả nhưng sẽ luôn đạt được những điều mình mong muốn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959.
để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng 8 âm lịch, tài lộc của người tuổi này không có nhiều điểm sáng. Những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mà mình phụ trách, tránh gây sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Với những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít. Cơn sắp này biết cân đối thu chi, không tiêu pha, hoang đàng, quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng 8 âm lịch, sức khỏe người tuổi Kỷ Hợi không có điều gì đáng lo ngại, chỉ có điều tinh thần bản mệnh không được tốt. Gặp phải chuyện buồn trong vấn đề tình cảm, hãy nhanh chóng thoát ra khỏi cảm xúc đó, lấy lại tinh thần để tiến tới mục tiêu của mình. Tuy nhiên, tử vi tháng Đinh Dậu nhắc nhở bản mệnh chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua. Tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ. Tuổi này của gia chủ, sự nghiệp hay tiền tài không còn là nỗi lo lắng hàng đầu, sức khỏe mới là điều quan trọng. Thời trẻ, mải mê với công việc thì lúc này chính là thời gian để gia chủ nghỉ ngơi, hưởng thụ thành quả lao động của mình. Chế độ ăn uống hợp lý, các bài tập thể dục phù hợp với độ tuổi sẽ là những bài thuốc hữu ích nhất. Gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Chuyện tình cảm của bản mệnh lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách, thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung, nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa, để giữ gìn hòa khí. Tháng này, gia đình bản mệnh sẽ có một chuyến đi xa. Đây là cơ hội để gia đình thêm gắn bó sau những sai lầm, cãi vã thời gian trước. Hãy tận dụng thời gian này bên cạnh người thân của mình. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng Đinh Dậu nạp âm sơn hạ hỏa. Ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, phá tị, tuệ sơn. Đối với người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch 12 tháng 8 từ ngày 18 tháng 9 dương lịch nạp giáp Kỷ Tỵ, nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch 24 tháng 8 từ ngày 30 tháng 9 dương lịch nạp giáp Tân Tỵ, nạp âm Bạch Lạc Kim. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Kỷ Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Hợi tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021, ngày âm lịch mùng 9 tháng 8 tức ngày 15 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Bính Dần, nạp âm Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch 21 tháng 8 tức ngày 27 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Mậu Dần, nạp âm, nạp giáp Mậu Dần, nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy liên hệ trực tiếp từ số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, gia chủ Kỷ Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Kỷ Hợi. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về tử vi chi tiết
của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm được những kiến thức hữu ích, tránh hung, hóa cát để có thể gặp được nhiều may mắn hơn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức chúng ta trưởng thành. Vậy nên mọi người đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.